Con bé đó lúc trước nó muốn đi tu ghê. Nhận Đức nói đi tu đi. Nó nói dạ con đi tu. Xong đi tu nó mấy tháng xong nó nói dạ con nghỉ tu. Sao hỏi nghỉ tu làm gì? Dạ con có chồng. Bây giờ nó một đứa con chứ đang có bầu. Nó nói vậy nè, mới nãy gặp Như Đức nói nè, khổ quá thầy ơi, bây giờ có cách nào thầy giúp cho con giải quyết cái vấn đề mà đứa con này với cái bầu này không, để cho con được đi tu. Nó thôi xưa diễm. Tạo ra một ề này tự nhiên kêu người ta giải quyết, kêu cái người mà bày ra giải quyết đi, cái chuyện gì cũng đưa cho thầy chùa, làm cho thầy chùa ngu quá, ngộ thế ghê. Tự nhiên hồi đó người ta giúp cho đi tu, không chịu đi tu đòi đi có chồng, rồi bây giờ tự nhiên có đứa con với cái bầu kêu ta xử lý, cái xử lý làm sao luôn. Chứ đứa hỏi giờ xử lý làm sao, nói dạ đứa con nhỏ gì thầy nuôi giùm được không. Nói trời mấy tuổi, nó mới có 2 tuổi rưỡi, trời trời 2 tuổi rưỡi mà bắt nuôi biết sao nuôi luôn. Còn cái bầu sao xử lý? Nó dạ khi con đẻ ra thầy gỡ giùm con ra. Sao bà đưa tôi cái chuyện ác không? Chứ làm chuyện ác không à? Đi tu mà còn bắt rồi mẹ con xa nhau được không? Sao mà làm cái chuyện kỳ cục vậy trời? Thôi gán đi, bụng làm dạ chịu trách hơn ai. Hiểu không? Giờ đó đã chọn thì cố gắng đi. Nó nên tôi xin báo cáo cho các chị chưa có chồng về suy nghĩ cho thật là kỹ để tính một con đường bình an cho mình đi. Nhưng Đức nói mấy cô mình đây nó bình an, nó ghê, nó vui vẻ, nó an lạc gì đâu, tự tại và sống còn có ý nghĩa nữa. Nó hiểu không? Nên những người chưa có gia đình nên suy nghĩ cho thật là kỹ. Suy nghĩ cho thật là kỹ nghe. Những Đức nói cho vị nghe nghe, đừng có nói một mình mà cô đơn. Không có cô đơn đâu à, đừng có nói một mình cô đơn. Làm gì cô đơn, đông gì mà cô đơn. Biết chùa mình là không bao giờ cô đơn. Hiểu không à. Biết nhau vui vậy mà cô đơn. Hồi xưa nói không nghe, bây giờ cuối cùng một em một ẻm trong cái bụng nữa. Bây giờ nói, những Đức hỏi có vui không? Nó nói đúng là thầy nói rõ ràng, vui không có bao nhiêu mà khổ rất là nhiều. Nói rõ ràng luôn, mới gặp nãy. Nó thấy chưa? Xong rồi những Đức nói thôi ở là 2-3 ngày đi. Hỏi những Đức chi thầy? Những Đức nói ở là 2-3 ngày đi cho mấy cô mình nó thấy à, cho nó thấy ôm nhôm ôm nhát. Hồi xưa ở đây người ta nuôi mập lù về ôm nhôm ôm nhát cần cổ cao ngồng đi. Những Đức nói cậu coi bả kìa trời. Thấy không, khổ ghê chưa? Nó nên các cô chưa có gia đình suy nghĩ cho kỹ, đừng cho kỹ con đường này nghe chưa. Nó, bây giờ may mắn thay gặp được Phật pháp, gặp được tịnh độ quá. Nó nên suy nghĩ cho thật là kỹ để làm sao mà tự tại cả đời. Thấy các cô mình không mỗi ngày phớ phớ, đâu có ai ràng buộc gì đâu, sống khỏe sống vui. Nói kiểu này mà mấy bà sắp sửa đám cưới chứ mấy bà cũng về chứ suy nghĩ lại quá. Con bé nó lỡ nó sơn tượng Phật rồi bây giờ nó dính luôn rồi kìa. Lỡ sơn tượng Phật, lỡ chùa mình nghe những Đức giảng sao giờ. Nó thích ở chùa mà 2 tháng nữa đám cưới. Thôi cái này là tôi có đụng vô cái chuyện này nghe trợ. Chứ mai mốt mà cái thằng nó đến tìm tôi mất công mệt lắm. Mà thằng đó nó cũng đang ngồi đây nữa. Thằng đó giờ đang ngồi đây luôn mà. Thằng chồng sắp cưới cũng đang ngồi đây nè, đâu đây nè, xung quanh đây nè. À, đó, nên từ nơi đó thì thấy không? Nó rõ ràng chưa?
Bây giờ mà nói mà suy nghĩ cho thật là kỹ, nó dính vô rồi nó nói nó không đơn giản đâu. Dính vô rồi nó không có đơn giản. Không cho mình nói vậy thôi chứ kệ ta quên. Hiểu không? Đó, nên quý vị biết rằng mỗi người nó có cái duyên nghiệp. Từ nó thấy cảnh nó thấy đúng là thê thảm, thấy khổ thiệt. Bây giờ nhiều cô mà có gia đình, nếu cho mấy cô chọn lại, mấy cô sẽ mơ ước chọn lại thở xưa ban đầu. Đúng không? Đó, rõ ràng không? Không, bây giờ nó thật sự dù có chồng mình trước mặt mình cũng nói câu đó nè. Mình đâu có sai đâu. Nếu cho mình chọn lại, tôi sẽ chọn thở ban đầu, sống mà hướng đến đạo pháp. Đúng không? Giờ những đứa hỏi các chị ngồi đây với câu nói những đứa vừa nói, các chị nào đồng tình đưa tay coi. Thấy chưa, bị công nhận không? Nó thấy rõ ràng chưa? Đó. Ừ, không? Nếu cho mình chọn lựa, mình sẽ sống như vậy, chọn đạo pháp, sống những ngày tháng bình yên vui vẻ, đỡ lo lắm quý vị, đỡ lo đỡ gánh nặng dữ lắm, đỡ lo đỡ gánh nặng, tại vì có mình nên mình không có lo nhiều, nhưng mà dính vào rồi con cái nữa lo dữ lắm, bận tâm nhiều lắm quý vị, rất là nhiều thứ bận tâm. Nên mỗi một con người mình nên nhận thức quý vị ơi, nhất là gặp được những ngôi chùa mình mà gặp Phật pháp và gặp người giảng gì, rồi gặp điểm chùa rộng rãi, rồi làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời này. Nên những người mà có tâm quyết nên mạnh mẽ quyết định cho mạnh, đừng có để lưng chừng. Lưng chừng thì coi chừng bị dính. Lưng chừng là coi chừng bị dính, hiểu không? Còn người nam thì đủ duyên qua chùa mới liền, để mình phục vụ chúng sanh, nó thành một tổ chức, về sau nó thành cái mấy đạo tràng nữa, cùng nuôi mấy bà già, ý nghĩa lắm. Đó, quý vị nghe một đoạn chia sẻ Phật pháp, tính ra cũng gần tiếng rồi đó, không? Nên quý vị thấy bao nhiêu câu, bao nhiêu ý nghĩa để nâng cấp cái tâm tu niệm Phật quý vị lên, đúng không? An lạc tự tại niệm Phật, vui vẻ. Rồi bây giờ gặp những cảnh ngộ gì cũng nhờ cái pháp niệm Phật để giúp cho chúng ta giải tỏa tâm tư. Có nhiều cô mà có gia đình đi tu gì, bằng ngày phải đi làm rồi tranh thủ về tu, cực khổ vô cùng, nó quá cực, quá vất vả luôn. Còn có những cô thì chồng cũng lo lắng được đi tu, không cần phải bận tâm gì hết, chồng lo hết trơn, đi tu đi em, thấy không? Nhưng mà vẫn có thấy cái bị buộc ràng gì đó, vẫn có cái khổ chứ không phải không khổ. Dù nó lo hết vẫn khổ, đúng không? Nó vẫn không có tự tại đặc biệt đâu. Nói tóm lại là trong cuộc đời này khổ thì nhất định ai cũng phải có thôi, nhiều hay ít thôi. Nhưng mà những đức thấy rằng là những cô sống trong chùa mình là các cô hạnh phúc lắm, tại vì các cô mỗi ngày đều làm được việc tốt, việc thiện. Mình xui rủi lắm, mình xui rủi lắm mình mới gặp một cái cô trong chùa mà nó gặp mình, nó tán với mình vài câu dở quẻ, khổ lắm chị ơi. Mình xui lắm mình mới gặp nhỏ vậy á, quá xui. Giống như 70 đứa nó lòi có con đứa, tự nhiên mình gặp ngay đứa đó là mình hết thờ. Hết thờ, gặp ngay cái bà phiền não, không? Mình không gặp cái người an lạc mà mình gặp ngay cái bà phiền não. Có không? Có đó. Có đó mà. Con bé kia nó phát tâm nó đi tu, nó muốn tu, nó vô chùa nó gặp ngay cái bà phiền não nhất ở trong chùa, mà nó lại kết cái bà đó. Nó vừa gặp bà đó nói chuyện, bà đó dở quẻ một phát nó đi về luôn. Thời gian lâu xa nó đến đây lại, nó nói thật sự với thầy, ban đầu con đã đi đến đây tu rồi, nhưng con gặp ngay chị đó, chị đó bây giờ chị đó cũng về luôn rồi, mà chị đó bây giờ te tu tả tơ luôn, khổ dữ lắm. Mà con gặp ngay chị đó, mà con tận cái nghiệp duyên thầy, con kết chị đó. Cuối cùng chị nó nói cái khổ ở trong chùa con giọt luôn. Bây giờ con nghĩ lại, trời ơi, cái nghiệp duyên con cũng đã từng phá vỡ cái tâm của người ta tu, không năng cho người ta tu mà làm cho người ta mất tính tâm. Bây giờ con vô chùa con gặp ngay cái bà luyện lựu đạn, bà luyện một phát con văng xác ra ngoài đời luôn. Ghê chưa? Đó, nên chùa người ta bao nhiêu người an lạc, và Phật tử ta về tu còn an lạc,
Vậy mà mình vô chùa tu gặp ngay cái bà lưu lạc. Hiểu không? Thấy chưa? Phải lưu lạc không? Bà không có an lạc thì lưu lạc. Bà đang ở trong cái cảnh an lạc mà bà bị lưu lạc, là bà mắc định hướng là lưu lạc cái gì? Nên bà vớt câu mình đi luôn. Nó đúng là thiếu duyên thiếu phước. Gặp ngay kẻ lưu lạc, nó dẫn mình đi lạc luôn. Không, nên đó là cái điều quý vị nên xem lại nghiệp duyên của mình khi đi về chùa. Chứ đừng có bao giờ chỉ gặp cái gì đó cái là tự nhiên mắc tính tâm. Nên tâm không kiên định, tâm không kiên định, nên cái lời nguyện này nói là tâm của mình luôn luôn trong chánh định. Trong chánh định à, mình phải trong chánh định, cái tâm của mình phải tập. Mà trong chánh định là gì? Là niệm Phật á. Đi đứng nằm ngồi cố gắng niệm Phật là trong chánh định đó. Nó, còn những người mà có cái nợ duyên, có gia đình thì cứ có gia đình. Làm sao mà sống tốt hay không tốt gì cũng phải nắm chắc câu Phật hiệu. Đừng có bỏ câu Phật hiệu nghe. Những đức đã từng nói bỏ câu Phật hiệu là mất tất cả. Bỏ câu Phật hiệu là mất tất cả đó nghe. Nghe mấy chị. Hiểu không? Nó mấy chị mà nghe gì mà mấy chị còn bỏ câu Phật hiệu gán chịu. Vậy đó, mà có gì là chạy vô tìm. Kỳ ghê. Nó chạy vô hỏi. Cái này hồi kia nói niệm Phật đi. Giờ niệm hết vô rồi thầy ơi. Biết sao niệm hết vô không? Vì cái tâm bên trong bị bích lấp. Sao vô? Quý vị coi có những người niệm Phật không vô không? Có đó. Tâm bích lấp. Mà bích lấp là cái gì? Phiền não chướng. Phiền não chướng. Cái phiền não nó đa dạng phiền não luôn. Tiền bạc vật chất, chồng con, gia đình, vợ con, gia đình, tiền bạc, sự nghiệp. Đây. Rồi bất an, lo âu, chướng vào tâm. Tâm chướng cản là hết. Niệm Phật niệm không vô. Niệm giỏi ra hết. Phiền não cực kỳ phiền não và căng thẳng thần kinh, cũng điên luôn. Đó là gì? Phiền não chướng đầy ắp trong tâm. Nó ghê chưa? Giỡn đâu nghe. Nói người mà niệm có Phật hiệu mà trôi chạy A Di Đà Phật, 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 không phải đơn giản. Không phải đơn giản. Ta niệm câu nào con nói vô 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 ngon lành đúng không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có khi tự nhiên người ta ngồi người ta hát câu A Di Đà Phật nghe, thay đổi tông. Hồi xưa mình cũng ưa hát á, bây giờ mình ngồi mình hát A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình hát ngộ thế ghê. Không, những đứa có lúc ngồi giống như thằng khùng vậy đó. Ngồi mà tự nhiên nó an lạc, giống như là con người mình nó thoát ra khỏi cái dòng tục lỵ. Tự nhiên ngồi cái tự nhiên A Di Đà Phật. Và có âm điệu lắm nghe. A Di Đà Phật. Thấy chưa? Hát gì mà thấy cũng vui nữa. Thì niệm Phật chứ gì. Mình đổi tông. Chị mấy bà, đúng không? An lạc quá. Có những lúc thì mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có những lúc thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có những lúc thì A Di Đà Phật. Mình lạo ngộ lắm. A Di Đà Phật. Thấy chưa? Nó làm cho mình mọi cách, miễn sao mình an lạc thôi. Nó, ví dụ như bây giờ chồng hay gì đi làm chân ở nhà có mình, đi vòng vòng vừa lau nhà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thấy chưa? Nó cũng vui cũng an lạc, nó đâu có buồn đâu. Mình làm nhiều cách miễn sao mình đừng có buồn. Hiểu không? Miễn niệm Phật là được rồi. Niệm sao mà miễn mình thấy thoải mái. Nên tu cũng vậy. Chọn một môn phù hợp. Mà cái môn này không phải mình chọn, mà Phật chọn giùm mình. Công nhận quý vị. Đức Phật ngày dạy rõ ràng là thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu. Đức Phật chọn cho mình cái pháp môn tịnh độ à. Mà pháp môn tịnh độ mỗi một con người niệm Phật
xuất gia hay cư sĩ thì cũng đều được lợi ích chứ. Mà Đức Phật đã chọn mình cho mình rồi, Đức Phật là bậc toàn giác toàn năng, chọn cho mình cái pháp môn niệm Phật này rồi. Mình niệm Phật mà người ta nghe danh hiệu Phật, người ta cũng được phước nữa, vì có thù thắng đến mức gì đó. Mà bây giờ mình niệm câu Phật hiệu này mà mình niệm lỡ mình hơi bị ngọng, mình niệm vài câu người ta cũng nghe được câu Phật hiệu nữa. Tại vì câu Phật hiệu ít quá nên người ta dễ nghe. Ví dụ như mình tiếng rõ ràng đi, A-di-đà-phật, rõ ràng đúng không? Còn thì gặp người ngọng, A-di-đà-phật. Giống như Dương Đầu Ngốc, phải không? Niệm câu Phật hiệu, niệm ngọng nghiệu mà thanh thủ cũng được giáng sanh. Tại vì có một câu Phật hiệu mà niệm vài lần người ta cũng nghe được. Người ta nghe là nghe danh được phước, nghe danh được phước. Nên cái công đức của niệm danh hiệu Phật và giúp cho người ta nghe danh hiệu Phật thù thắng lắm. Mà chuyến này vì về đây vì nghe toàn là bổ nguyện niệm Phật này kia được không? Thấy không? Chiến này bởi vì đẹp hơn mấy chiến trước. Đây, nghe bổ nguyện niệm Phật để thù thắng hơn. Thấy không quý vị? Thù thắng hơn chứ. Bây giờ mình vòng vòng, mình dọn nhà, dọn cửa rồi sạch sẽ hết rồi. Bây giờ đến lúc mình phải đột phá thôi. Đến lúc bây giờ từ hôm nay là chúng ta học tập một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc, quắc là ngày nào cũng là cứ tín nguyện niệm Phật. Năm nay bắt đầu nè, vào một năm nay nè nghe, bắt đầu là tất cả quý vị Phật tử nhớ là ngày nào cũng gầy dựng tín nguyện niệm Phật cho quý vị hết. Mà đây là cái cơ hội thù thắng khó gặp á. Khó ai mà nói ngày nào cũng nói tín nguyện niệm Phật, nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc đi, nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc đi. Không có ai giảng kiểu đó cho quý vị nghe được, hiểu không? Không có ai mà có rồi đó. Có rồi thì mình cố gắng nha quý vị. Có rồi thì phải biết trân quý, chứ đừng có mà phủ phàng. Cuối cùng là mất tiêu, là thua luôn, hiểu không? Mỗi người chúng ta thường ưa có mà mình thấy nó thừa, hoặc là thấy dư quá rồi chán nhàm, rồi bê tha, rồi khinh rẻ. Rồi cuối cùng là mình mất tiêu. Lúc đó mình tiếc, tiếc thì mất tiêu rồi. Mà nhiều con người mình ưa diễn nha, thường là khi mất tiêu rồi mình mới tiếc. Nó kỳ vậy đó quý vị. Nên tự nhiên mình ngủ đêm sáng mai mình nói ông thầy Đức đâu mất tiêu, đúng không? Ông đi đâu mất tiêu rồi? Lúc đó mình nói trời, lúc mà thầy mình nghe thầy giảng này kia, lúc đó tự nhiên mình không biết trân quý, giờ thầy đâu mất tiêu kỳ cục cái trời. Hiểu không? Không biết được à, nghe có khi bất chợt tự nhiên đi đâu mất tiêu. Nên từ nơi đó mỗi một con người mình nên chân thật để mà mình nghe pháp, mình niệm Phật, mình tu trong cái thời điểm mà mình thường được nghe gì nè, nên hết sức là trân quý. Trong cái cõi đời này việc gì nó cũng có thể xảy ra chứ, hiểu không? Việc gì nó cũng có thể xảy ra trong cuộc đời này hết trơn á đó. Nên mỗi một người mình nên trân quý ngày hôm nay. Mà bây giờ mình trân quý được 3 ngày, bữa nay ngày thứ 3 mà giờ này là nhờ giờ lãnh cúp vàng. Kết thúc quý vị thấy không? Quý vị biết rằng có nhiều người á, người ta chiều nay người ta đã đi về, và một số người chiều nay người ta mới đến. Thấy không? Tại vì công việc của người ta, mỗi người mỗi con người có công việc á, thấy không? Mà mình mà được ngồi đây luôn suốt luôn từ chùa mới rồi qua Đại Tùng Lâm, từ Đại Tùng Lâm mình qua tới Hộ Pháp không đơn giản đâu nghe. Đây là thù thắng lắm á. Mình nghe kiểu này hoài mà nó thâm sâu vào tâm khảm mình luôn, không giỡn đâu. Người mình nghe câu Phật hiệu, nghe bổ nguyện, nghe nhắc hoài, nghe với nó thấm luôn. Chứ sao
mỗi ngày nó bỏ vô chút, nó bỏ viết rồi trong tâm mình câu ai với Đạo Phật không? Chứ làm sao? Nhắc hoài mà. Mưa lâu thấm đất. Này là thấm thiệt á. Một ngày mà bốn thờ kiểu này quý vị coi. Niệm Phật nè, nghe Pháp nè, niệm Phật nè, nghe Pháp nè. Ngồi chánh điện nè, niệm Phật nghe Pháp, ngồi chánh điện. Cứ ngồi chánh điện, niệm Phật nghe Pháp quý vị coi. Những đức nói ba ngày á. Ba ngày quý vị ở trong chùa mình á. Quý vị ở ngoài đời ba tháng cũng bận. Chứ không giỡn đâu á. Quý vị coi phải rõ ràng không? Trực tiếp nghe Pháp nè, rồi niệm Phật nè, ngồi chánh điện nè, xung quanh chùa nghe niệm Phật nè, đi vòng vòng chụp hình cũng niệm Phật nè. Phải không? Rõ ràng chụp hình cũng niệm Phật mà. Nên từ nơi đó mà cái sự lợi ích này lớn dữ lắm. Nên tại sao ba ngày mà sao mặt nó tròn ra thêm? Nhưng Đức nói với vị nghe mà ba ngày này bắt quý vị đi chơi đi. Đi chơi mà nói câu bắt đi chơi đi. Ý là những người niệm Phật này họ không muốn đi chơi. Bắt buộc họ đi chơi đi. Đúng không? Bắt nó họ đi chơi nè, đi tắm biển nè, đi Đà Lạt nè, đồi thông hai mộ nè, thung lũng tình yêu nè. Cho họ đi đi, ba ngày đi. Ba ngày xong về mặt héo liền chứ đừng nói chuyện giỡn chơi. Vậy mà đến đây ba ngày mặt tròn do. Mặt tròn luôn. Thấy không? Ăn uống đầy đủ, ăn pháp đầy đủ. Thấy không? Nó, cái pháp vị nó đầy đủ quý vị. Nó, bây giờ đọc một lời nguyện cho quý vị nghe nè. Khi con thành Phật. Nó thấy không? Nghe là thấy thú liền à. Không, lời nguyện của Phật đặc biệt ghê. Đọc vô cái là khi con thành Phật à. Bây giờ bất cứ một người nào có hư cỡ nào mới đến đây lần đầu, cứ tự nhiên cũng nghe khi con thành Phật nữa. Vừa nghe vậy là gieo chúng tử làm Phật liền. Khi con thành Phật, không? Chúng sanh mười phương nghe được tên con vui vẻ tin ưa, là tất cả quý vị đó. Tất cả quý vị khi về thế giới cực lạc mà nghe đến tên quý vị là người ta tin ưa liền. Chứ không phải riêng danh hiệu Di Đà không đâu nghe. Bây giờ quý vị thấy đơn giản thôi. Những đức là một kẻ phàm phu hư ngoài đời mà vô chùa niệm Phật, hướng dẫn niệm Phật thôi. Mà bây giờ nhiều người nghe tên Những Đức ta đã thích rồi đó. Phải không? Bây giờ trong cái cõi đời này hiện tại rất là nhiều người, người ta nghe tên Những Đức ta đã thích rồi. Từ ở phương xa, từ ở ngoài Bắc, miền Trung, miền Nam, miền tùm lum. Người ta nghe tên ta đã thích rồi đó quý vị, thấy không? Chứ đừng nói chi là mình về tới cực lạc. Nó thì danh tiếng của mình gọi là mười phương chư Phật đều biết đến luôn. Quý vị mà ở đây mà quý vị niệm Phật giảng sanh, mười phương chư Phật đều là tán thán con người đó đó. Đều là tán thán con người đó đó. Vì quý vị biết vì sao, vì sao mà quý vị ở đây giảng sanh mà mười phương chư Phật đều tán thán không? Vì cái quốc độ này quá khó tu mà quý vị vẫn tu được mà để được giảng sanh. Mười phương chư Phật nêu lên cho quốc độ đó nghe. Vì sao nêu cho quốc độ đó nghe? Vì nêu cho quốc độ đó nghe để cho người dân ở quốc độ đó mới cảm giác được tịnh độ này thù thắng. Mười phương chư Phật, quốc độ của chư Phật đó nói rằng tại cái cõi Ta Bà mà ở cái giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni mà Ngài đã nhập Niết Bàn đã gần 3.000 năm rồi, để là cái kinh giáo đó và chỉ là cái pháp tu đó. Như vậy mà cái người ở cái quốc độ đó mà đang sanh trong một cái thời điểm mà con người nó đang quá phát triển về kinh tế, con người đang lao theo vật chất, như vậy mà có cái bà Trần Thị Én bà niệm Phật hôm nay mới được Phật A Di Đà hàng thánh chúng đã tiếp dẫn mới giảng sanh về cực lạc, thì tất cả các vị nay các vị tỳ kheo, các người hãy tiếp nhận pháp này đi. Và mỗi một người đi đến chỗ nào, khu dân cư nào, nên đem tịnh độ pháp này để truyền giao cho tất cả người dân đó. Vì sao? Vì ta đang còn tại thế ở quốc độ này, ta đang đem cái pháp này để chỉ dạy. Còn Đức Thích Ca Mâu Ni đã nhập Niết Bàn rồi mà người ta nghe qua, mà người ta tu còn thành tựu như vậy, không chi chính kim khẩu ta còn tại thế nói ra,
mà bây giờ các ngươi không nghe sao? Hãy tu pháp này đi, đều được thành tụ. Đó. Không? Nên từ nơi đó thì biết rằng đó, cái pháp đại thù thắng. Đại thù thắng luôn. Nên vui vẻ, tin ưa, phải thích cái tâm này nghe. Lễ bái quy y là cung kính. Lễ bái quy y là cung kính tiếp nhận thọ trì. Đem tâm thanh tịnh tu hạnh bồ đề thì tất cả chờ người đều tôn kính. Rõ ràng không? Từ một con người hư nè, ngoài đời nè, ai coi ra gì? Những đức đã từng nói á, té xe một cái rầm chó chạy vù vù. Tại vì ói tại chỗ nhậu nhẹt say sưa, ói xong lết lăn trong cái đống ói, chó nó tưởng đâu cái gì, nó chạy. Chạy vòng. Nó không dám sát đến gần, chó không dám sát đến gần. Cuối cùng những đức vừa đưa tay lên nó tóc nó chạy mà nó la quá trời. Nó kêu ba má ơi, cứu con. Chó nó kêu vậy đó. Quý vị coi có những con chó nó sợ con người mà nó vừa chạy vừa sủa không? Làm quý vị biết vì sao nó vừa chạy vừa sủa không? Thì giống như ai vượt mình kêu á, cứu á, ba mẹ ơi, anh chị ơi, cứu con. Đó, là con chó mà nó sợ, nó vừa chạy vừa sủa là nó sợ. Nó kêu má ơi, ba ơi, cứu con. Cái thứ gì mà ghê quá. Đó, một con người như vậy mà khi gặp Phật Pháp, gặp tịnh độ, mà quý vị coi phải bây giờ rõ ràng không? Đi đâu lễ lọc là ở trên phòng qua đây giảng không, mà chạy xe đạp đi một vòng mà người ta tập trung là người ta chụp hình quá trời. Cuối cùng định bỏ xe đạp chạy. Nghĩ đi, rõ ràng mình mắc cỡ vô cùng rồi, nó tại mình nó gì đâu chạy. Ngày xưa ngoài đời gì đâu, muốn chụp hình với người ta mà người ta không cho chụp. Vừa lết lết lại chụp, nó nói ra hô. Ghê không? Mà bây giờ nào là già, trẻ, bé, lớn, người ta đều muốn thích chụp hình chung. Rõ ràng không? Cái nguyện nè, đem tâm thanh tịnh tu hạnh bồ đề. Hạnh bồ đề là gì? Bồ đề là giải thoát. Niệm Phật là tu hạnh bồ đề đó. Chứ bồ đề là giải thoát đó quý vị. Nên từ nơi đó đem tâm thanh tịnh tu hạnh bồ đề. Tâm thanh tịnh là gì? Là tính nguyện niệm Phật là tu hạnh bồ đề đó. Nghe chưa? Đem tâm thanh tịnh tu hạnh bồ đề thì tất cả chờ người đều tôn kính, phải không? Bây giờ ở đây chúng ta thấy con người đã cung kính rồi. Các vị thấy rõ ràng không? Ở đây có nhiều người cung kính rõ ràng mà. Mà người này ngày xưa là ai? Là ai? Là con người hư chứ ai. Nhưng mà bây giờ được nhiều người cung kính là nhờ từ đâu? Niệm Phật, phải không? Rõ ràng cái nguyện 100%. Giờ học đến công đoạn này tự nhiên nó thâm nhập liền. Vì sao? Vì mình cảm giác liền. Tại chính bản thân mình ở đâu xa đâu. Tại sao giảng mạnh công đoạn này dữ vậy? Vì cái công đoạn này nó cảm giác với mình. Và chính mình là có cảm giác sâu nhất. Vì mình biết mình ngày xưa không ai ngó ngàng tới. Như vậy thì nghe công đoạn này một cái, như vậy thì con người đi tìm danh là ở đâu? Niệm Phật. Niệm Phật là danh tiếng lớn nhất. Nhớ nghe. Vì sao danh tiếng lớn nhất? Vì cõi người tôn kính, cõi chờ còn cung kính. Đặc biệt không? Những đức hỏi quý vị nè, hôm qua trong chánh điện vạn Phật thì mưa được đúng không? Nhưng hôm nay mưa ngoài sân rồi sao? Quý vị thấy cả ngày xuống hộ pháp hôm nay có mưa không? Không. Bây giờ chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta nói ngày hôm nay thôi. Còn vài bữa dịp nào mà mưa thì cái chuyện đó cũng vài bữa. Hôm nay chúng ta học ngay cái nguyện này, chúng ta nói ngày hôm nay thôi. Trong cái cõi đời này thì nói thòng chút. Có cái gì nói, tôi nói ngày hôm nay. Mà quý vị thấy rõ ràng bị hổm tới giờ thường mưa hoài. Hôm qua mưa dầm cả ngày, thấy không? Nhưng hôm nay là tới giờ này vẫn chưa mưa. Rõ ràng chưa? Vì cái số lượng người ta đông quá mà mưa thì bây giờ dọn cơm bên ngoài nè. Tùm lum tùm la vậy rồi sao? Còn bữa đầu tiên thì bên chùa mới số lượng người không đông gì mấy. Thì bình thường quá sao?
không đến nổi, quý vị công nhận không? Nhưng mà ở đây cái nhà ăn mình chứa con người vẫn không hết, mấy cô dọn lại hết để đứng phát đồ, phát cơm. Quý vị phải ngồi ăn cơm tùm lum chỗ, ngồi gốc này, gốc cây này, băng ghế nọ. Thì bây giờ nếu ngày nay mà mưa thì con người sẽ rất vất vả. Mà đây toàn là những người niệm Phật mà được chờ người cung kính. Thì coi phải không? Bây giờ chúng ta nói một cái văn tự để mình cảm thấy hoan hỷ và cảm ơn ông trời đi. Hiểu không? Chứ mình cũng không phải nói cầu ông trời cũng cung kính gì mình. Nhưng mà đây là trong văn kinh. Thì bây giờ quý vị coi, bây giờ cái ngày nay tu ở đây thì ông chờ ông nói với thằng Sấm thằng Sét. Hôm nay cái ngôi chùa đó đang tu niệm Phật cả ngày, giảng bổn nguyện Di Đà. Hôm nay tạm ngưng sấm sét, thằng mưa ngưng lại, mưa chỗ khác. Thì coi á, thì cả ngày nay không mưa, không có sấm sét, tại vì ông chuyển hướng khác. Thì thằng sấm thằng sét người ta chỉ cần hướng về hướng nào đánh một phát rồi sét gầm hì hì đi hướng khác. À, thằng mưa thì chỉ cần người ta mở bao ni lông ra mưa chỗ khác thì xong. Chứ sao lông thằng người ta phun chỗ khác, hiểu không? Lông thằng ta hút nước lên phun ngay đây, hấp xì mưa tại đây, hấp xì hướng khác. Tại vì sao? Vì ngày nay cả ngày người ta học về bổn nguyện Di Đà, đúng không? Mà học bổn nguyện Di Đà nhiều có người thiện tâm phát lên, cõi trời cũng được hưởng. Chúng ta cũng đâu có biết được hôm nay cõi trời người ta xuống đây người ta nghe pháp. Quý vị nghĩ đi, từ nơi đó thì sự hộ trì rõ ràng. Nên chờ người cung kính, quý vị cầu danh hả? Câu Phật hiệu này đó. Rồi bây giờ tất cả trưởng đoàn dẫn người ta đi tu, phải quý vị có danh rõ ràng không? Thì được người ta cung kính không? Được người ta cung kính mà. Việc làm quý vị được rất nhiều người quý trọng. Rõ ràng luôn, đúng không? Đó, rồi bản thân mình lại có sự an lạc nữa, có niềm vui. Rồi chúng ta lại được kết bạn lành với nhau, những đức quý vị cũng như bạn bè thôi. Thì chúng ta được gặp nhau là kết bạn với nhau trong cuộc đời này cùng tu, vị thấy hạnh phúc không? Đúng không? Phải trân quý tình bạn này, phải sống làm sao có tình có nghĩa, sống làm sao chân thật nhiệt tình với nhau để tạo một cái nhân duyên, nó không phải gọi là giữa chừng gãy gánh, ăn thua mình bồi dưỡng thôi. Thật sự mà nói, con người mình chỉ cần chân thật biết bồi dưỡng thì đến với nhau cả đời không bao giờ gãy gánh giữa chừng đâu, hiểu không? Chứ nếu như mình đến với nhau mà mình không có chân thành, không nhiệt tình, giả dối thì nó gãy gánh à. Phải chân thật nhiệt tình hết mình. Bây giờ mình đi về chùa, ông thầy ông nhiệt tình với mình quá trời mà. Ôi quý vị coi, cả ngày nói chuyện kiểu này cũng đâu có đơn giản. Phật Bồ Tát giang hộ mới nói hoài được chứ, đúng không? Mà giảng bị nghe được rõ ràng mà, hừng hực, đúng không? Chứ đâu phải mà lên mà giảng mà kính chào quý Phật tử, giận cổ đau hết nổi, nói 5 phút đi gì, hiểu không? Nên từ nơi đó mà mình nhiệt tình như vậy, con người phàm phu mà còn nhiệt tình như vậy, vì Phật Bồ Tát bỏ quý vị hả? Không có đâu, không bao giờ, hiểu không? Đó, chờ người đều tôn kính. Nếu ai nghe được danh hiệu của con thì khi mạng chung sanh nhà tôn quý. Nghe danh hiệu ta nghe khi mệnh chung sanh nhà tôn quý. Vì coi mấy đứa con nít này đây nè, nó nghe danh hiệu Phật này suốt. Bởi vì cuộc đời nó sau này thay đổi số mệnh phải ơi. Những đứa 29 tuổi mới gặp tịnh độ, nó còn sai thay đổi số mệnh kìa. Chứ chừng đừng nói chi đứa con nít. Con nít thì giống như một cái cây non vậy đó, uống nó dễ. Còn những đứa 29 tuổi là cây này nó cũng già, mà còn uống được kìa. Nửa đời người mà còn uống được đó.
Thì coi đó, không chi con nít này, không chi những người 20 hay mấy tuổi là ngon lắm. Nó mới bị nghe rõ ràng không? Nghe danh hiệu của Ngài thôi mà sanh nhà tôn quý rồi. Đây là chưa nói cầu sanh cực lạc đó nghe, mà nghe danh hiệu á, đến khi mệnh chung là sanh nhà tôn quý rồi đó. Các căn đầy đủ à, thấy không? Sanh nhà tôn quý, các căn đầy đủ, nghe cao ráo, đẹp trai, đẹp gái, ngon luôn, có phước tiền bạc đầy đủ luôn, thường tu thắng hạnh đó. Nghe cái danh hiệu thôi mọi vị thấy thù thắng chưa đó. Thường tu thắng hạnh. Vậy cái gì là thắng hạnh? Niệm Phật chứ gì. Cái hạnh niệm Phật là thắng hơn các hạnh. Cái hạnh cầu sanh cực lạc là thắng hơn các môn cầu. Đó. Nghe danh hiệu Phật, sanh nhà tôn quý, các căn đầy đủ, thường tu thắng hạnh, là quý vị luôn luôn gặp tịnh độ, tinh tịnh độ, tu hạnh Bồ Tát giảng sanh. Tu thắng không? Đó. Nghe một cái người mình nó hừng hực lên. Mát mẻ đúng không? Đó. Vậy nè, khi một chút lễ Phật nó hừng hực cái tâm. Vì sao? Vì sao? Vì bây giờ niệm nghe luôn. Vậy thì thù thắng cỡ nào? Cái kia là chỉ nghe thôi mà thù thắng gì đó. Nên 45 phút lễ Phật một chút đó là gì thì biết không? Thù thắng lắm. Cả cái hội chúng này cùng lễ Phật. Nãy niệm đi chúng rồi. Thì thấy không? Đi về đây mà nói là tu tạo phước báo công đức nhân duyên này, cầu an cầu siêu cho người thân, những người mang nghiệp phá thai là đúng là quá tuyệt vời. Nhớ nghe, hình thức nào cũng không bằng đâu. Tạo cái hình thức rồi kinh nghiệm bữa đó đó, thấy chưa? Làm sao bằng lễ Phật 45 phút à. Chư Phật hoan hỷ là nhìn chúng sanh niệm Phật lễ Phật. Nhớ đó, chư Phật hoan hỷ là nhìn chúng sanh niệm Phật lễ Phật. Thường tu thắng hạnh, nếu không như thế con không thành Phật. Nguyện của Ngài phát lên, Ngài nói rằng nếu không được vậy thì Ngài không thành Phật. Mà bây giờ Đức Phật A Di Đà Ngài thành Phật lâu rồi, chắc chắn 100%. Tất cả cái nguyện này đều viên mãn hết trơn. Nên chúng ta cứ tin 100%. Đó là câu này có ba cái nguyện: nguyện thiên nhân lễ kính là cõi chờ lễ kính, nguyện văn danh đắc phước là nghe danh phước báo đầy đủ, nguyện tu thắng hạnh là nhất định tu tịnh độ tới khi giảng sanh. Thì cho người ta vừa nghe danh hiệu Phật thôi mà ta được ba cái hạnh này đó. Vì thấy cái người nghe danh hiệu Phật chưa? Bởi vì bị bắt điều niệm Phật, quý vị bắt điều niệm Phật ở ngoài sân chùa, bị bắt điều niệm Phật đi ngoài đường, quý vị biết thù thắng thế nào chưa? Đừng có nói chuyện giỡn. Quá thù thắng. Thù thắng vô cùng. Đúng không? Đó, nghe chưa? Nên có cái chú kia mua xe hơi, ông chơi cái năng lượng trên lóc nóc xe luôn. Chạy đâu năng lượng niệm sùm, tại khỏi căng điện. Năng lượng bắt trên nóc xe, đi đâu cũng niệm. Tại vì sao? Ông nói đi đến chùa thầy tu, cầu Phật gia hộ cho chiếc xe, cuối cùng cố gắng tu hành có được chiếc xe hơi. Đây là phước duyên của người ta nghe. Chứ có nhiều người mà nói con cầu hoài mà sao không thấy cái gì. Mình chưa có đến lúc thì thôi mình cứ tu đi. Hiểu không? Nhưng mà người ta nói rõ ràng là người ta đến đây tu tôi có kết quả gì? Có lợi ích mà, thì người ta làm như vậy. Còn có một gia đình nói rằng mua được chiếc xe 7 chỗ, bây giờ chuẩn bị mua chiếc xe 16 chỗ, toàn chở người ta đi tu. Tu thắng không? Đó, chở người ta đi tu. Cái phước duyên của họ, họ nghe, họ hiểu, họ tiếp tục làm tiếp, tăng trưởng phước báo. Hay, nhiệt tình đi. Có một cái cô Hà Nội mới gửi tấm thơ hồi sáng, cô nói về nhà áp dụng phương pháp tu. Đứa con 6 tuổi lễ Phật cùng cô nhìn cô rơi nước mắt. Một đứa con ngày nào hư hỏng lóc chóc len keng, nói không nghe, vậy mà đứa con bây giờ chịu lễ Phật với mẹ.
và không có lì lợm nữa. Niệm Phật chuyển nghiệp. Đứa con gái đi vô chùa 2 tháng về bây giờ ngoan, viết thư kể rõ ràng luôn, ở nhà nghe pháp dụng công tu. Con gái vô đây năm ngoái bây giờ về vẫn ngoan đàng hoàng, không có hỗn với mẹ, không có cầm bấm điện thoại. Mỗi lần cầm điện thoại lên cô nói một câu: thầy Đức dạy sao? Buông điện thoại liền. Kinh khủng không? Viết thơ rõ ràng luôn. Nó nếu mà có thiện căn là đặc biệt vô cùng không? Nên bây giờ mới bữa nay thôi mà các cháu gái vô 45 đứa. Hai con 45 đứa gái ở đây. Còn trai bên kia cũng một ệ bệnh á. Thôi kệ đi, rèn cho các cháu, thương các cháu mà, đúng không? Chị biết rằng Như Đức lúc còn nhỏ thiếu ăn, thiếu uống, thiếu bặn. Có cái quần đùi bặn hoài còn nhỏ. Buổi tối mai, tại vì sao? Có cái quần, cởi quần ra ở chuồng may đồ. Có cái quần đùi à, thấy không? Còn nhỏ á, lẹo lại. Rồi bạn, khổ ghê không? Làm gì có cái chuyện ăn uống được như mấy đứa nhỏ vậy? Bây giờ nó vô chùa, mua cho nó đồ ăn đủ ngon lành cho nó ăn luôn. Vì sao? Nghĩ rằng mình còn nhỏ thèm quá trời, không ai cho ăn. Bây giờ mình nghĩ mình có cho nó ăn. Cô viết lá thơ cô nói rằng: về con cứ nhắc hoài, thầy cho ăn nho Mỹ, thầy cho ăn sầu riêng, thầy cho ăn đồ ngon không? Tự nhiên nhắc hoài, đòi năm nay mùa hè vô nữa. Thấy hay không? Thấy rõ ràng, bố thí nhiếp vì thấy chưa? Nó, tại sao những đức dám đầu tư chỗ này? Vì nó có phước, nó được vô chùa. Những đức ngày xưa không vô chùa nên không có cái gì ăn. Vô chùa là có ăn rồi. Không, mà phải đủ duyên vô ngôi chùa có phước. Chùa nó cũng tùy chùa đó. Chùa mà ông thầy ông tạo phước thì chùa có phước. Chùa mà ông thầy ông không tu phước, lấy gì có phước? Có nhiều ngôi chùa giờ này người ta đóng cửa, tắt đèn tối hu. Còn chùa giờ này đèn rực rỡ, bật đèn lên mấy anh em. Bật đèn quay sang chùa cho sáng lên. Quanh bật đèn lên cho sáng lên. Hiểu không? Đèn rực rỡ, chiếu chiếu hào quang. Hiểu không? Nó con trai qua chùa mới, con gái ở đây. Nó, mấy tháng hè đúng là một sân chơi tuyệt vời. Suy nghĩ cho các cháu. Những đứa bận bịu bao nhiêu việc vậy đó, mà những đứa còn phải tính bao nhiêu chuyện, lo bao nhiêu việc, việc nhỏ nhất cũng phải làm. Nhỏ nhất cũng không bỏ nữa. Dành một chút thời gian để ngồi ăn với các cháu luôn, dạy các cháu, nói chuyện với các cháu, chứ không phải là bỏ bê đâu. Nên từ nơi đó mỗi một con người mình phải nhớ rằng khi mình có tâm nhiệt tình như vậy thì con người mình có phước lớn. Mà mình gặp được một cái nơi như vậy là do cái đầu kéo. Cái đầu kéo kéo duyên phước. Nó thù thắng gì? Phật tử về đây cũng toàn Phật tử có phước không á? Bây giờ nhớ cái câu và tự nhiên không ngày giảng: người phước ở đắc phước người phước ở. Nhớ, người phước gặp người có phước, người không có phước gặp người có phước đi mất tiêu. Tại vì mình không có phước gặp người có phước mình đi, mình gặp người không có phước mình ghé. Nên quý vị biết đi về đây là quý vị là người có phước, chắc chắn quý vị luôn. Vì công nhận, bây giờ quý vị công nhận là chùa mình, quý vị công nhận là phải tin là có phước không? Ôi, đông người gì mà sống gì là làm gì không có phước. Quý vị vô kho gạo đi coi phải có phước không? Rồi chùa ăn uống nấu cái gì là ăn đầy đủ không, đúng không? Có bao giờ thiếu không? Không. Còn người ta đem đồ gì cúng dường bao nhiêu là đem ra cho ăn hết trơn, sạch nhất luôn. Nó ở dưới này ta cúng chuối nhiều đó, thích xuống dưới người sách nải về ăn đi. Nó rồi xôi đồ gì. Nhưng mà những đức tính như bị tiện đó. Nó xong rồi một chút là mình ra xe về luôn, không còn chạy lăn xăng. Nếu như mà mình tính được cái chỗ này, mai mốt điều lễ lọc là như vậy. Để làm chi? Để trưởng đoàn đỡ cực, xong rồi chạy ra xe về liền, đúng không? Thà mình chịu hộp xôi để đó đó, mình gọn gọn thôi, mình chỉ cần no bụng, tiện nhất đó, mình lên xe mình nghiêu ngao chứ, nhai xôi đồ lấy rái, mình nhai xôi
cơ hội niệm Phật được. Tại soi nhai chậm hơn cơm, nên mình nhai thì sao? À, gì? Rồi. Hiểu chưa? Vừa nhai soi vừa niệm Phật. Không mà quý vị, chúc quý vị nhai soi vì nhớ cái miệng nghe Đức à. Miệng kỳ cục hơn vậy đó. Hiểu không? Nên từ nơi đó nó chỉ nhai soi mà còn chỉ cho niệm Phật. Không, mình mà vui rồi mình làm ngày sau cũng vui. Mình là vui rồi mình nhai nó cũng vui nữa quý vị. Mà nó mà bực bội rồi cái thứ gì nó nhìn nó cũng bực bội. Mình nói là cái nguyện này là chờ người hoan hỷ khi gặp mình. Hoan hỷ là cung kính chứ gì, đúng không? Nên những Đức nói với vị nghe, quý vị là người niệm Phật thì bị thành đạt trong cuộc đời này lớn dữ lắm. Vì sao? Vì được người thích, thích mới thành đạt. Không thích mình sao cơ hội đâu thành đạt. Mình mà không có duyên, mình đi xin chỗ làm người ta cũng không nhận, người ta gặp mình ta ghét. Còn mình mà dễ thương, người ta đi đâu người ta cũng thương, người ta giúp. Giúp thì mới thành đạt, không giúp sao thành đạt. Những Đức tin 100% quý vị phải thương những Đức mới về đây. Chuyện này là chắc chắn rồi, không cần nói gì hết trơn, đúng không? Thương nên giờ nào cũng muốn nhìn. Bây giờ những Đức hỏi vì không thương vì nhìn những Đức làm cái gì? Bây giờ quý vị biết bao nhiêu con người, người ta ngồi phía sau người ta muốn ngồi đây chưa? Người ta không ngồi được. Mình những Đức mong rằng cái tâm tư của mình 3 ngày nay mình tu, tất cả cái công đức mình mong, bây giờ người ở đây là hưởng là chắc chắn là mình hưởng, mình hướng cho tất cả những người đang coi gì đây và những người ngồi phía sau, tội nghiệp họ. Mong cho họ sự an lạc, họ tự nhiên cái công đức này làm cho họ an lạc lên, họ vui, về gia đình họ mọi việc gì cũng chuyển xây tốt đẹp. Còn người ở đây là chắc chắn được rồi, ngay mặt tiền mà. Hiểu không? Cái tâm mình hướng đến họ vậy đó. Với người ở phương xa, người ta ngồi trong phòng, đang ngồi ở đâu, đang ngồi chỗ nào đang nghe mình giảng nè, mình mong rằng cái công đức, cái tâm tư mình hướng đến họ đó. Tự nhiên vừa nghĩ vậy là thấy có một cái bà đang ngồi ngay cái gốc cây xài, bà nghe Pháp kìa. Mà ngồi ở đâu? Ở Hà Nội. Chị nghĩ ghê không? Vừa nghĩ một phát thôi là tự nhiên mình cảm nhận có một người ngồi nghe Pháp ngay gốc cây xài ở Hà Nội liền. Không phải đơn giản nha quý vị. Rồi tự nhiên mình cảm nhận ra có nhiều người đang ngồi nghe Pháp kìa, đang trong phòng kìa, mà họ nghe câu này cái chắp tay liền. Không có giỡn đâu quý vị. Tại mình nói ngay cái tâm tư họ, họ cảm thấy cảm ơn. Quý vị biết một con người có duyên, có phước, có chúng sanh, thì một lời nói mình nói với người ta sẽ mừng lắm quý vị. Thật sự mà nói, cái cảm giác đó người ta vui lắm chứ giỡn đâu. Nên con người mình phải hiểu cái điều này. Hiểu cái điều này thì phước duyên mình rất là lớn. Phải nhớ nha. Bây giờ bị coi á, nói gì bổ nguyện mối còn bay vô để nghe kìa. Nhưng mà tội nghiệp một chút bay một chút đây rồi không có chỗ đáp rồi gãy cánh, rồi gớt xuống rồi mấy bà ngồi dẹp lép hết chứ. Thôi lỡ có đè dẹp lép thì cố gắng nghe danh hiệu Phật để sanh nhà tôn quý, các căn đầy đủ nghe mối, nghe kiến, nghe chúng sanh. Té chết trong đây là sanh nhà tôn quý vì nghe danh hiệu Phật. Này thù thắng lắm quý vị. Quá đặc biệt mà. Đó, nên mỗi một con người nên nghe danh hiệu Phật, nên niệm Phật thì mới thành đạt. Chắc chắn là thành đạt. Mỗi một con người mà nghe gì trong tâm trạng mình nó vui, mà cái vui nhất của cuộc đời mình là mình sẽ về cực lạc nè. Mình sẽ về cực lạc nè. Vì nghĩ đi. Thôi ơi, quý vị nghĩ cái cảm giác mà cặn tử nghiệp của mình mà Phật A Di Đà ngày đem đài sen xuống thì cảm giác làm sao? Thì cảm giác như thế nào? Và tặng hư không khắp pháp giới, quý vị nhìn toàn là hình tượng Di Đà. Di Đà thật, tin tưởng gì? Thật luôn. Thánh chúng cả hư không mà quang minh phổ chiếu. Quý vị tự nhiên cái cảm giác quý vị như là quý vị vui vẻ hoan hỷ, đặt tâm mình trong quang minh và được Phật đến so đầu. Nhớ nè, khi quý vị mà sắp sửa Phật tiếp dẫn giảng sanh đó, Phật đến thương yêu quý vị so đầu đàng hoàng luôn. Nó, quý vị biết cái công đức của Phật A Di Đà mà dùng đôi tay đẹp của Ngài so lên đầu,
tay mình thì xấu quá, mình ví dụ thôi ha. So đầu, này con rất là ngoan. Trong cái cõi đời ngũ trược ác thế nhiều thứ cám dỗ này, mà con vẫn là người tín nguyện niệm Phật, nên ta đến đây để tiếp dẫn con. Ta khen con là một người đủ năng lực, đại hùng đại lực, mà ở trong cõi đời này mà tu hành được tới bây giờ cảm với bộ nguyện của ta. Ta đến đây à, so đầu mình một quái vị, quý vị biết quý vị mát mẻ cỡ nào chưa? Quý vị mát mẻ cỡ nào? Quý vị nói thật sự, quý vị thích một người nào trong cuộc đời này? Vì chỉ nắm tay người ta thôi là quý vị đã mừng, quý vị khoe tùm lum tùm la chứ. Thì nói chuyện giỡn chơi, đúng không? Có nhiều người quý vị biết à. Bây giờ có cô kia cô nói, con nói thiệt với thầy, con lần con chụp hình với thầy, con nắm tay thầy lần, con về con khoe cho mấy chục bà nghe luôn. Vì coi đó là một con người thế gian thôi, mà người ta như vậy người ta còn mừng vậy, không chi Phật mà so đầu quý vị nghĩ sao? Mà Phật so đầu quý vị không phải so đầu bình thường, mà Phật là năng lực, thần lực, nguyện lực, trí lực, bao nhiêu cái lực mà Ngài gom lại ngay cái tay Ngài, Ngài dùng cái sức điện lực này mà để lên đỉnh đầu quý vị nghĩ sao? Nghĩ sao? Trời ơi, quý vị nhớ nè, khi cái tâm quý vị nghe bổ nguyện của Phật A Di Đà mà quý vị vui gì nè, quý vị nhớ đôi tay Phật A Di Đà đang chùm lên quý vị luôn, cho quý vị biết đó. Đừng có nói chuyện giỡn chơi. Bây giờ những đức hỏi quý vị nè, chỉ là một cái pháp tu thôi, mà ở nơi nào người ta tu giống mình là mình đã thấy hoan hỷ quá rồi, vì mình thấy cái pháp thù thắng, đúng không? Mà chính kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói cái pháp này, rồi Đức Phật A Di Đà Ngài cũng phô diễn pháp này, Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài phô diễn lại cái pháp này, nói lại lời Phật A Di Đà. Quý vị biết là hai vị giáo chủ, một vị ở cõi Ta Bà, một vị ở Tây Phương Cực Lạc, hai vị đó sẽ dùng bốn đôi tay chùm lên đầu quý vị, khen quý vị. Tại sao quý vị có thể cảm nhận này? Vì sao quý vị ở đây 3-4 ngày nó tăng tính tâm phải không? Nó tăng sự an lạc phải không? Là vì sao? Vì quý vị được gia trì, quý vị mới được như vậy. Hiểu chưa? Và nghe pháp mà hiểu, nghe pháp mà hiểu là nhờ quang minh phổ chiếu, tiêu trừ trần cấu thì mới nghe được pháp mà hiểu. Mà bật mí cho nghe một chút, đúng không? Thấy mới thích thú. Tại sao một ngày ta thiết pháp 4 thời mà người ta không giác? Vì sao? Phải cảm giác gì chứ? Cảm giác gì chứ? Hiểu không? Vậy thôi. Đó. Tự nhiên quý vị biết rằng có vật hiệu này, quý vị sẽ thấy thù thắng liền à. Đó. Nghe tiếp tục cái nguyện kế tiếp nè. Nghe không? Còn 10 phút nữa, 15 phút nữa. Cái nguyện kế tiếp mình học tập nè. Khi con thành Phật. Đó. Khi con thành Phật là thấy ngon rồi, thấy không? Nói xong một nguyện là khi con thành Phật liền, không nói gì chứ. Khi con thành Phật. Đã nói là khi con thành Phật thì tha thứ hết chứ. Phật là chữ giác ngộ. Đã là giác ngộ là tha thứ hết. Tự nhiên tay chân duỗi hết, giống như buông hết, buông xuống từ thanh tâm, buông cái gì? Buông buồn giận, buông hẳn chắc, buông không vừa lòng không vừa ý, buông hết, tha thứ hết, đúng không? Đó. Tự nhiên cái tâm này nó phát lên, tại vì chữ Phật mà phát lên liền, tâm lượng lớn ra liền. Vì sao? Thấy người ta vui, thấy người ta mừng, thấy người ta được hơn mình, cái gì người ta cũng được hơn mình, trong tâm mình thâm thẳm ở một phương trời nào đó, mình sẽ mừng giùm cho họ được hơn mình. Vì đây là chữ Phật. Hiểu không? Đó. Đức Phật thành Phật, Đức Phật sẽ thị hiện khắp muôn vạn chúng sanh để độ, muôn vạn cảnh giới để độ sanh. Đức Phật chưa bao giờ than van cực khổ.
Vì mong chúng sanh được lợi ích tốt đẹp vui vẻ. Chúng sanh chỉ cần được một chút phước nhà giàu, Đức Phật đã giúp cho được như vậy. Chúng sanh chỉ cần được một cái gì là Đức Phật sẽ giúp được cho họ. Họ cười một cái Đức Phật mừng giùm cho họ có nụ cười. Đúng không? Vậy thì mình bây giờ mình muốn thành Phật thì cái tâm của mình phải học một chút giống Phật, thấy người ta được hơn mình mừng giùm cho người ta. Đúng không? Mở tâm ra. Nhà kế nhà mình cắt nhà to, nó ăn nhậu tùm lum sùm, nó quậy tá lạ. Nó vừa cắt nhà xong nó ăn tăng gia, nó nhậu quá trời. Mình nói thôi kệ, nó được cái nhà to nó mừng. A Di Đà Phật. Hiểu chưa? Chứ mình đừng có nói một câu mà mang tội. Cắt nhà mà nó ăn nhậu cái này chắc sạch nhà quá. Nói một câu mang tội chứ. Chù ẻo người ta không có nên, đúng không? Đó. Khi con thành Phật, cõi nước của con không có lời ác. Đó bị nghe chưa? Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài phát nguyện đó. Ngài thành Phật rồi, tất cả chúng sanh mười phương về quốc độ của Ngài không có nói tiếng ác. Không có nói tiếng ác đâu. Mà họ đều nói cái tiếng thiện. Từ nơi đó mà cái quốc độ không có một tiếng ác. Không có tiếng ác, sao có cái cảnh giới ác trong quốc độ đó. Đúng không? Nên cái nguyện thứ nhất là không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vì không có tham sân si nên không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sanh về quốc độ của Phật A Di Đà, không có lời ác, toàn là lời thiện. Chúng sanh sanh về cõi nước của con đều đồng nhất tâm, trụ nơi chánh định. Nhất tâm là gì? Là tất cả người dân ở thế giới cực lạc trong chánh định. Chánh định là giải thoát. Họ thành tựu được cái chánh định này là hoàn toàn tâm họ giải thoát, không có một chút phiền não. Trụ trong chánh định, tâm chân chánh, nói lời chân chánh, việc làm chân chánh, toàn là chánh. Nên họ định trong cái chân chánh nên gọi là chánh định. Sanh về quốc độ cực lạc là được như vậy. Xa lìa nóng bức à, xa lìa nóng bức. Nó làm gì có sân si. Xa lìa nóng bức, không có sân si đâu. Mình ở đây nóng bức khó chịu, bực bội đủ chuyện, đúng không? Nó xa lìa nóng bức, tâm được mát mẻ. Ôi, nghe thôi mà còn thấy mát mẻ nữa. Thấy không? Nghe thôi là đã thấy mát mẻ rồi. Quý vị cảm giác đi, nương vào bổn nguyện đi. Rồi quý vị giống như ngã mình vào bổn nguyện đi. Giống như mình hòa mình trong bổn nguyện đi. Rồi quý vị sẽ thấy quý vị mát mẻ liền. Quý vị thấy không có cái gì bực bội khó chịu nữa chứ. Vì bực bội khó chịu là chúng độc. Nên chúng ta từ hôm nay không bực bội khó chịu nữa. Vậy thì lúc nào chúng ta cũng xa lìa nóng bức, tâm được mát mẻ. Tuyệt vời ha. Hưởng thọ an lạc. Hưởng thọ an lạc là vì sao? Tuổi thọ vô lượng, an lạc là luôn luôn được an lạc, sống thọ mãi mãi. Thấy không? Còn quý vị ở đây vui được mấy năm, vui được mấy năm là chết queo rồi. Hưởng cái gì? Nên bây giờ ở đây, ở cái cõi này chúng ta hưởng cái gì? Có hưởng cái gì đâu? Có hưởng cái gì mà vui mà lâu dài đâu? Vì có tuổi thọ đâu mà hưởng. Nên tất cả những người nghe đạo rồi giàu sang phú quý nên làm việc thiện, việc tốt đi. Để đổi qua cái phước báo, đổi qua cái công đức niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Vì sanh không mang đến, chết không mang đi. Một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì là của ta? Oh, đó. Nên thông minh suy nghĩ để đến một cái quốc độ mà hưởng thọ an lạc. Vừa sống thọ mà vừa được an lạc. Nên các cô trẻ trẻ mà chưa có chồng, đủ duyên niệm Phật đi tu, đi vô đây nuôi mấy bà già như đức. Hưởng thọ an lạc, hướng về cực lạc, hưởng thọ an lạc. Mà chúc quý vị an lạc nha. Ai về đầu Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không
tất cả đệ tử về chúng sanh, đồng mời sanh về tịnh độ.